Có tất cả 3 kỳ học trải dài xuyên suốt một năm học bên Mỹ như kỳ học mùa thu (fall semester), kỳ học mùa hè (summer semester) và kỳ học mùa xuân (spring semester). Nhắc đến 3 kỳ học, Jessie mới nhớ ra fall semester sắp đến rồi. Thời gian bắt đầu của fall semester là tầm khoảng từ tháng 8 hoặc tháng 9, tùy theo trường cao đẳng, cộng đồng, đại học và cao đẳng đại học mà bạn đã đăng ký học. Ví dụ như trường cao đẳng cộng đồng của Jessie sẽ bắt đầu vào tháng 8 này. Jessie không biết các bạn sinh viên ở Việt Nam như thế nào, nhưng đối với sinh viên Mỹ như Jessie, Jessie phải chọn môn trước ngày nhập học khóa mùa thu. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Jessie Nguyễn. Hôm nay Jessie sẽ chia sẻ với các bạn cách chọn môn trước mùa đi học. Các bạn đã biết cách chọn môn chưa nè? Nếu chưa, hãy cùng Jessie mở máy tính lên để chọn môn nghe. Nào bắt đầu thôi, let's go! Bây giờ Jessie sẽ nhấp chuột vào Microsoft Ads trên mình laptop này. Mình sẽ di chuyển con chuột đến thanh tìm kiếm và đánh tên link của trường Jessie. Đó là mycollege.cpcc.edu. Jessie sẽ chọn phần login rồi sau đó đăng nhập. Trên trang web này bao gồm Student Planning, Student Services, Course Catalog, Grades, Graduation Overview, Financial Aid, Student Finance và Tax Information là 8 phần với nhiều mục đích khác nhau. Jessie sẽ vào chỗ Student Planning và trong Student Planning này các bạn có thể tạm hiểu nôm na nơi các bạn có thể tìm hiểu môn học, đăng ký môn học và đặt lịch với counselor người hướng nghiệp. Đây là thời khóa biểu của Jessie. Khóa toán quantitative Jessie sẽ học vào ngày thứ hai và ngày thứ tư từ 11:30 phút sáng đến 12:19 phút chiều. Tại Campus Central CBCC, tòa nhà JIS 3126. Khóa toán này bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 11 tháng 12 2020. Jessie sẽ dẫn các bạn đến phần time slide thời khóa biểu. Trong phần này các bạn có thể nhìn rõ 3 kỳ học: Fall 2020, Spring 2021, Summer 2021 và Fall 2021. Quay lại chủ đề chính của video, Jessie sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn môn nhé. Trước hết, Jessie sẽ vào thanh tìm kiếm, bỏ mã IN 111. Mã IN viết tắt là English. Sau khi các bạn bỏ mã IN 111, các bạn sẽ thấy rất là nhiều mã IN khác. Tuy nhiên, các bạn phải tìm đúng cái IN 111 mà bạn muốn lấy và chọn. Các bạn nhấp vô View Available Session cho IN 111. Tại đây, các bạn sẽ thấy rất là nhiều lớp khác nhau. Các bạn có tự hỏi seat có nghĩa là gì không? Seat không có thể hiểu là ngồi, ở đây là cái chỗ mà bạn chọn cái lớp học. À, mình mới tìm ra seat rồi nè. Các bạn nhấp vô Add Sessions to Schedule. Trước khi mà bạn confirm Add Session, các bạn phải đọc kỹ các yêu cầu đi kèm của nó nhé. Bây giờ các bạn có thể nhấp vào Add Session được rồi đó.
thanh màu xanh sẽ xuất hiện. Người ta muốn báo cho bạn đã thêm cái môn học đó thành công. Tada, đã hiện vô cái thời khóa biểu của Chessy rồi nè. Còn nếu các bạn không muốn lấy môn học này nữa, các bạn bấm vào dấu X và chọn chữ Remove. Rồi bạn có thể bỏ môn học đó ra khỏi danh sách thời khóa biểu. Nãy giờ Chessy quên giới thiệu với các bạn về Student Planning, bao gồm Schedule, lịch học, timeline, thời khóa biểu và advising. Trong advising này, các bạn có thể đặt lịch hẹn hoặc đặt câu hỏi với người hướng nghiệp một cách trực tiếp hơn. Chessy xin được dừng video tại đây. Chessy cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chessy trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các anh chị, chú, bác, cô và em thành viên lẫn tập đoàn đội ngũ AD trong nhóm cộng đồng YouTuber Việt chia sẻ và kết nối. Bạn nào muốn tham gia nhóm này, hãy liên hệ ngay với mình qua Facebook Hà Minh Nguyễn. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào các video kế tiếp.